mổ hai chân lận, chân phải mổ trước rồi, nay 3 tháng mấy ngày, giờ tới chân trái. Thì giờ thấy chân phải nó ổn rồi, nó giống như là bình phục luôn á. Giờ tới chân trái, giờ chân trái vô cho bác cắt chỉ, bác khám, bác coi bác cắt chỉ. Bây giờ là 14 ngày sau khi mổ, thì mình sẽ cho cô gấp từ đồng vô. Đó, mình từ gấp ngang từ này. Đó, 120, cũng 120 độ. Rồi. Rồi, cô duỗi ra xem, Đó, và nâng chân lên, đó. Đó, rồi, chân cũng thẳng luôn, ha. Chân cũng thẳng như cái chân ở bên phải. Bệnh nhân khá là trẻ và cái thời gian đau khớp gối đã kéo dài đã 7-8 năm và điều trị nội khoa không thành công. Đối với những trường hợp này, chúng tôi đã thảo luận và quyết định lên kế hoạch phẫu thuật cho bệnh nhân với cái template trước mổ để chọn cái size phù hợp nhất cho bệnh nhân. Và thứ hai, chúng tôi lựa chọn đường mổ ra phía bên ngoài để tránh tổn thương thần kinh trong khi quá trình mổ, giảm cảm giác rối loạn và tê bì. Thứ ba, chúng tôi không sử dụng garo trong khi mổ để giảm thiểu cái nguy cơ giật cơ và hình thành huyết khối sau khi mổ. Ngoài ra còn giảm đau sau khi mổ cho bệnh nhân. Bây giờ cái đôi chân nó thẳng ra là mình đi đứng bình thường. Chứ lúc trước trời chân cong đi ngại lắm. Họ dồn mình ngại lắm, với lại nó đau nữa. Đi cái người ta hỏi, ủa sao đi kỳ cục vậy? Nó ngại. Giờ mình thấy giống như tự tin. Đó, là giờ chị mãn nguyện rồi. Với cái kỹ thuật mổ cho bệnh nhân còn trẻ thì chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật là mài bao nhiêu phần sụn xương thì bù vào cái khớp nhân tạo là bấy nhiêu, thì khi đó lại sẽ giúp cho bệnh nhân ổn định cái khớp nhân tạo. Thứ hai nữa là sẽ có cái dáng đi tự nhiên. Thứ ba nữa là sẽ làm cho cái khớp nhân tạo lại hạn chế tối đa cái chuyển lỏng cái khớp gối nhân tạo trong một thời gian dài, bởi vì bệnh nhân còn trẻ và cái công việc mà đi lại rất là nhiều, nên là chúng tôi quyết định là áp dụng cái kỹ thuật này cho bệnh nhân. Cảm ơn bác Dương với mấy bác mà phụ trong chỗ mổ với bác Dương á. Đó, cảm ơn hết. Dạ đó.